Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Alive Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta đến với nhau chủ đề người đặc biệt nào sẽ xuất hiện giúp đỡ bạn trong tháng 9 nhé. My chuẩn bị 3 viên đá khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong tụ bài yêu thích của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Hoặc bạn có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Tụ 1. Xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 1 biết. Người đặc biệt nào xuất hiện trong tháng 9 giúp đỡ các bạn tụ bài số 1. Rồi bạn có là Swirl. Tụ 2. Xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 2 biết. Người đặc biệt nào xuất hiện trong tháng 9 giúp đỡ các bạn tụ 2. Bạn có là Star. Rồi. Tụ 3. Xin vũ trụ cho tụ 3 biết người đặc biệt nào. Wow. Moth. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ 1 đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 1 chúng ta kết nối năng lượng với nhau và xem là người đặc biệt nào sẽ xuất hiện sẽ giúp đỡ cho tụ 1 trong tháng 9. Trước khi đi vào trong trải bài, hãy cùng nhau làm sạch năng lượng trải bài của tụ 1 nhé. Ở lớp bài đại diện chọn tụ của các bạn, Believe in yourself, tin vào trong chính bản thân của mình, kế bên là một cái lớp bài Judge. Mình thấy được cái sự xuất hiện của cái người này, họ giúp cho các bạn tụ bài số 1. Bạn lấy lại được cái sự tự tin, bạn lấy lại được cái nhìn đúng đắn về năng lực, về con người và về giá trị của các bạn tụ bài số 1. Và với cái judge ở đây, như bạn thấy cái người này họ có hai cái cán cân nè. Rõ ràng là cái sự giúp đỡ của cái người này, sự xuất hiện giúp đỡ của người này là giúp cho bạn lấy lại được cái cân bằng trong chính bản thân của bạn, để bạn hiểu rõ giá trị của mình là như thế nào nè, năng lực của mình ra sao nè, điều gì mà mình xứng đáng nè. Đó, cái người họ khai sáng cho bạn ở cái chỗ đó. Và thêm nữa, justice nó bằng một cách nào đó nó cũng là lấy lại cái công bằng cho bạn. Và khi mà nói lấy lại công bằng, điều này có nghĩa nó thể hiện rất rõ cái câu chuyện đã và đang diễn ra trong đời sống thật của tụ bài số 1. Bạn đang phải chịu đựng, bạn đang phải đối diện với những người nó sinh ra những cái hoàn cảnh mà không có phù hợp với bạn một chút xíu nào hết. Không phù hợp và bạn không thể nào tin tưởng họ được nữa. Mình nhìn thấy như vậy. Ok, ở đây bạn thấy ba cái viên đá này, vì nó bay, mình định lấy một viên mà nó bay ra ba viên, mình giữ hết cho mình xem một chút xíu. Lá bài này màu xanh, nó cho mình nhìn thấy là kết nối với lại luân xa của trái tim đó. Để xem green calcit nè, cancer. Rồi. Bên này xem là một loạt, để mình nhìn all sign. Wow. All sign có nghĩa lúc nãy mình vừa nói cancer là cung hoàng đạo, và all sign có nghĩa tất cả các cung hoàng đạo luôn. Citrine spirit walls. Wow, viên đá này đẹp quá. All sign hả? Aries, Gemini, Leo. Like để bạn thấy không, kiểm tra các bạn. Ok, bạn thấy đúng không? Leo, Libra, Cự giải, Bạch dương, Song tử. Leo là sư tử, Libra thiên bình, còn ở đây là all signs, tất cả các cung hoàng đạo. Vậy thì nó thể hiện một cái tính tập thể ở đây, một cái nhóm rất đông, nhiều người. Và kế bên là một cái lá bài Tower. Các bạn thấy cái cô gái này nhắm mắt để bỏ đi nè. Mình nhìn thấy là đó, cái sự giúp trong cái tụ bài số 1 nó rất đặc biệt nha. Giúp đây không phải là một người mà họ mang đến cho bạn là về cái ân huệ nào đó mà theo kiểu dễ chịu,
ngọt ngào, hoặc là một cái khoản tiền nào đó. Ở tiền thì trả bài này không có, không ai giúp tiền, chưa thấy. Nhưng mà cái sự giúp ở đây là với cái tập thể và đông những cái cung hoàng đạo như này. Có thể mình nhìn thấy một cái câu chuyện của các bạn là bạn đang rơi vào trong một cái tình huống mà những cái người đó nó tạo ra cái sự không công bằng cho bạn, không hợp lý cho bạn, những cái chuyện rất là khó để nhìn chướng mắt những cái chuyện nó không hay như vậy. Thì bạn hình dung những cái chuyện đó là nó không tốt, nó không đẹp, nó xấu và nó không hợp. Nhưng mà nhờ như vậy để bạn có thể nhìn lại được cái giá trị của mình, nhìn thấy được rõ ràng là cái mong muốn của mình là cái gì. Mong muốn của mình là không hợp và không giống họ đó. Cho nên họ vẫn là đang giúp các bạn tụi bài số 1. Ở trong cái một cộng đồng, ở trong kênh của My cách đây, hình như là cái bài đăng mới nhất, My có viết, My có trích một cái đoạn trong cái bài thiền ca nhủ lòng á. Cảm ơn rác cho hồng thêm hoa nè, cảm ơn bùm cho sen ngát hương đây nè. Tình trạng này đây là rất là nhiều những cái đối tượng. Cho nên bạn đã nhìn thấy cái sự không phù hợp đó, cho nên nó mới tạo ra một cái bước ngoặt cho các bạn. Bạn rẽ lối mà bạn đi cái chỗ khác thì bạn mới gặp cái người mà họ thực sự là quan tâm đến bạn và giúp bạn thấy lại được định hướng của mình đó, trong cuộc sống và trong công việc. Nhưng mà không hiểu sao tụi một cái mới nhìn cái trải bài này của các bạn, cái người này họ giúp nó giống như là nó có một cái cú hích tống lực thêm cho bạn thôi, còn bạn mới thực sự là cái người giúp mình nhiều nhất luôn đó. Ngay lá bài đại diện chọn tụ của bạn là believe in yourself, tin vào trong năng lực của chính bản thân của mình. Bạn tụ một, bạn như cái hoàn cảnh của bạn mới đang nhìn thấy nè, bạn đang rơi vào trong một cái tập thể mà nó không có hợp cái gì với bạn hết, và những cái người đó họ còn gây tổn hại lên bạn nữa, họ tổn hại lên cái sự tin tưởng, cái lòng tin của các bạn. Họ làm cho bạn trì trệ, thậm chí là khó có thể duy trì công việc tốt. Thị phi cũng có, nói ra nói vào cũng có luôn, đụng chạm cũng có luôn, đủ làm cho ảnh hưởng chất lượng công việc của bạn. Và khi mà bạn mắc kẹt trong một cái tình huống nó không có cái công bằng nè, không có cái cân bằng nè, bạn cảm thấy không phù hợp và bạn muốn thoát ra khỏi nơi đó rồi. Và bạn đã phải khởi hành rồi, và bạn đã phải khởi động rồi, bạn muốn thoát ra khỏi cái tập thể đó. Nó không phải muốn theo cái kiểu là muốn mà ngồi mà gõ chân xuống dưới đất 80 nhịp rồi xong cầu xin ông trời giúp con thoát đi, cầu xin ông trời giúp con thoát đi. Không phải kiểu đó. Believe in yourself. Mi đang nhìn thấy là bạn gói ghém luôn hết rồi. Tất cả bạn có cái sự chuẩn bị, bạn có cái sự tìm bên này, bạn có cái sự tìm bên kia. Đó, bạn liên hệ, thậm chí là kiểu bạn liên hệ người này, bạn liên hệ người khác nữa. Và khi mà bạn thực sự là loay hoay như vậy và bạn tìm đến một ai đó, và cái người đó giống như là cho bạn một cái, mới nãy mới nói là một cái cú hích để tống bạn ra khỏi nơi đó nó nhanh hơn thôi. Còn đâu là bạn vẫn phải là cái người tự đó, Mimi vẫn thấy là bạn vẫn phải tìm thấy được cái hướng rồi, và bạn phải là cái người tự đi. Cái lá bài Ace of Coin này nè, dẫu sao nó vẫn đang, Mimi có một cái cảm giác đây là một cái người mà họ có cái quyền hạn lớn và có cái năng lực, có cái khả năng lớn. Một người họ nắm những cái vị trí rất là quan trọng trong cái hệ thống hoặc là tập thể của các bạn tụ bài số 1. Họ tạo một cái cú hích nhất định thôi để bạn có thể không có những cái lo nữa, và bạn có thể trụ lại bởi những cái lời ra tiếng vào linh tinh lăng tan. Nhưng mà bạn vẫn là cái người tự đi. Ví dụ như là tụi một, bạn nhìn cái lá bài này. Thực ra là cô này cũng có trong cái chiếc xe hơi, cũng gói hết hành lý trong này rồi, nhưng mà có lẽ là xe hư hoặc là đang không có cái GPS, là la bàn nó nhưng mà giống xe hư vì xe này nó cũ quá. Thì cổ đang ngồi mãi như vậy thì mới có hai cái người này tới. Thì đàn ông thì rõ ràng là sửa xe nó quá hợp vì có thể là giỏi và rành, còn cái cô này có thể không có biết đấy. Cho nên cái lá bài này mới lấy ra nguyên bản như thế này là đã có cái sự xuất hiện của sự trợ giúp. Nên vấn đề nó nằm ở bạn loay hoay lọ mọ, bạn phải muốn rồi và bạn đã phải khởi động rồi. Cái sự giúp đó nó sẽ xuất hiện liền tại chỗ để cho mà bạn đi. Người này có thể là cái người mà chịu trách nhiệm chính cho một cái tổ chức nào đó, nãy mình như cũng có nói rồi. Họ có thể là cái người trưởng của một cái đoàn thể nào đó, trưởng của một cái dự án hay là một cái công trình nào đó, hay là một cái sự kiện nào đó, nó giống vậy. Thì họ có cái chuyên ngành của họ và họ có cái khả năng đó, họ giúp các bạn. Nhưng mà bạn thấy mình hơi lấn cấn một chút xíu. Mình hơi bối rối, mình hơi phân vân. Vì nó thực sự ra khi mà mình nhìn ở trong cái tình huống này,
cái người này mi vẫn thấy là nếu so sánh mà hình có hai cái đối tượng sẽ giúp cho các bạn tụ bài số 1. Một cái đối tượng là những cái người này, mình thấy bạn bạn nhớ lúc nãy mình chỉ ra quá nhiều cung hoàng đạo nó thể hiện một tập thể không, và tập thể đó tạo ra những cái rất chi là khó chịu, mà cái khó chịu đó lại là cái giúp, thì thực sự ra cái tập thể này là cái độ giúp của họ nó nặng ký, nó nặng đô hơn rất nhiều so với cái người mà có cái năng lực và quyền lực đó. Vì rõ ràng là nếu như mà cái tập thể đó nó không có tào lao và nó không có như vậy thì bạn cứ phải chịu đựng hoài. Đó, mà nhờ họ quá thể đi nên nó mới làm cho bạn đưa ra một cái quyết định lớn là bạn phải tìm đường cứu thân. Và cái tìm đường cứu thân thì cái nơi tốt hơn cho bạn, thì nhờ như vậy mà bạn mới lọ mọ và bạn gặp cái người kia. Và cái người kia thì mới trợ lực trợ duyên cho bạn một chút xíu thôi. Đó, cái chỗ mà nãy giờ mi hơi phân vân trong cái trả bài này là như vậy. Và cái người này đôi khi nó chỉ là có một cái lời đề nghị đó cho bạn, còn bạn có đồng ý, bạn có đón nhận, bạn có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Mà giờ bạn đang muốn thoát cái nơi cũ thì bạn đồng ý thì bạn chấp nhận. Và cảm giác như người này họ cũng có thể sẽ là phê duyệt cho bạn một cái điều gì đó, giống như giúp cho bạn qua cửa đó. Giúp cho bạn qua cửa, giúp cho bạn mới có thể bước đến một cái giai đoạn, một cái bước kế tiếp, và bạn thoát khỏi cái khó chịu đó. Ok, bây giờ ở đây nó có một cái lá bài là The Emperor. Emperor là hoàng đế đấy. Rồi Seven of Pentacles đấy, vốn là như vậy. Mới cảm giác là công sức của bạn nhiều lắm. Cái công sức thật là nhiều, và cái người kia thêm một chút xíu thôi, nó là vậy. Rồi người kia sẽ mang lại cho bạn cái cân bằng. Ok, mình nhìn với nhau một chút xíu lá bài này nhé. Xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 1 biết rõ năng lượng của lá bài TM rồi. Ok, rồi ha. Vậy thì nếu như mình mới lấy cái lá bài này nè, mình lấy nó, nó muốn xuất hiện. Believe in yourself là làm cho mình nhìn thấy cái lá bài này nè. Ở đây là bạn thấy nó hình nó hơi mờ ha, nhưng mà nó là một cái bóng đó. Cái bóng này rõ ràng nó thể hiện là vì đấy vẫn là cái đám người tập thể mà làm bạn không thoải mái, nó làm cho bạn mới thôi thúc trong lòng bạn một cái ước mơ khác đi. Và cái thôi thúc như vậy nó làm cho bạn chạm tới vì thầy tâm linh sâu bên trong con người các bạn, tụ bài số 1 chỉ đường cho bạn không thể nào ở đây được, phải thoát thôi. Và khi mà nó thoát như vậy, cái lá bài này mình thấy là có thể là bạn có rất là nhiều cái sự chuẩn bị, bao gồm cả tiền nữa, để bạn có thể tiếp cận. Và bạn có thể người kia cũng cái gọi là cái người mà nắm vai trò mà thúc đẩy bạn, cái người mà vai trò chủ chốt lúc nãy mới nói đó, có thể là bạn sẽ tới một, đôi khi là bạn tới một cái nơi bạn gặp gỡ họ và bạn phải sử dụng, ở đây là tiền. Có người cần phải xài tiền nhé, có người cần sẽ phải ở đây là đi shopping, đôi lúc là biết đâu là quà cáp biếu sáng, rồi để bạn mới có thể đạt được cái ước mơ, cái mong muốn của mình là thoát khỏi cái nơi nào đó. Đó, người tóm lại là người này giúp cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn, đưa ra một quyết định, lựa chọn một cái con đường và bạn thực hiện được cái ý muốn của bạn là vậy. Ok, rồi tụ bài số 1, người này cũng giúp bạn đỡ nhức đầu rất nhiều. Nhưng mà nhắc lại một lần nữa nha, bạn là người giúp cho chính bản thân của mình nhiều lắm, tụ 1 tự giúp mình nhiều lắm đấy. Rồi, ok, mình không biết là phải trải thêm cái gì với bạn, nó có câu chuyện nó đang rõ ra như vậy rồi, không biết trải thêm cái gì. Thôi thì mình xin phép ngừng ở đây. Rồi, bạn còn muốn đào sâu thêm hoàn cảnh thì mình sẽ mời tụi bạn số 1 bạn xem những chủ đề khác hay trong kênh của mình, hoặc là hẹn gặp nhau trong những chủ đề kế tiếp tụi 1 nhé. Chúc mọi sự thuận lợi, may mắn, yên ổn cho bạn. Và hãy luôn ủng hộ Mi với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp Mi, bấm like khi yêu thích video này và cho Mi thật là nhiều bình luận vào bên dưới. Cảm ơn tụi bạn số 1. Xin chào tất cả các bạn, tụ 2 đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 2 chúng ta kết nối năng lượng với nhau và xem là người đặc biệt nào xuất hiện trong tháng 9 để giúp đỡ cho các bạn tụ 2. Trước khi đi vào trọng tâm, hãy cùng nhau làm sạch năng lượng trải bài của các bạn nhé.
ở từ ngay lá bài đại diện chọn tổ của bạn take the lead, có nghĩa là nắm lại cái thế chủ động, nắm lại cái sự vững vàng của mình, nắm lại cái sự quản lý, dẫn dắt, thậm chí cả là điều hành, là và nắm lại cái khả năng sắp xếp của mình nữa. Vậy thì cái sự xuất hiện của cái người này rõ ràng luôn là họ giúp bạn kiểu giống như là khôi phục lại được cái năng lực của các bạn, khôi phục lại được cái khả năng của các bạn, khôi phục lại cái sự tự tin trong con người của các bạn và cái yếu tố thực tế trong con người của bạn luôn nữa. À, vậy thì My đang nhìn thấy ở đây một loạt các lá bài này, cảm giác như trong cái môi trường cuộc sống hay là công việc của tụ hai, ở đây là bạn đã, nó có một vài những cái năng lượng của cái sự rối loạn, nó rối đó, gọi là rối, nó rối ở đây là rõ ràng là bạn đã đang đối diện với một cái tập thể bình thường vẫn đang vui vẻ, nhưng mà rồi nó có những cái việc này việc ra kia nó xảy đến, bạn không ngờ rằng là mọi người xung quanh lại có cái cách làm việc như vậy hoặc là có cái cách cư xử như vậy, nó không đâu vào đâu hết rồi. Và nó làm cho bạn dĩ nhiên là không vui, không hài lòng. Và bạn loay hoay tìm cách tìm cách nào đó để bạn có thể giống như chấn chỉnh mọi người lại, hoặc là hợp nhất lại được mọi người. Vì cái lá bài the Hierophant ở đây nè, bạn đang thấy có một cái ông giống như cha nhà thờ, còn ở bên dưới này là người dân hoặc là giáo dân. Bây giờ không có thèm đọc sách, không có thèm đọc kinh thánh nữa, thì quăng hết vào trong lửa đốt. Và cái vị cha nhà thờ này chỉ đang đứng và quan sát, đứng quan sát và chưa biết phải tìm một cái cách nào. Thì đây nè là cái người mà My đang nhìn thấy sẽ giúp cho bạn take the lead lại. Còn bạn là có thể vẫn đang ở trong cái nhóm này. Ô, ok, khi My nhìn á, My đang nhìn thấy có một cái cô này nè, cô không có ngờ là người xung quanh lại quá khích đến mức độ như vậy. Cảm giác như đây là hình ảnh của các bạn tụ hai, My hay đưa những cái hình ảnh đó cho bạn trực quan đó. Ừ, đó. Và khi mọi chuyện nó lại rối đến mức độ như vậy, nó có một cái, nó làm cho lòng của bạn không có vui. Ừ, và bây giờ bạn chỉ đang, bạn cũng đang cần phải xoa dịu cái tình hình này, bạn cũng phải xoa dịu cảm xúc của bạn, và nó làm cho bạn thực sự là không nhìn thấy, không tìm thấy đâu được cái tính tiềm năng, và không tìm đâu được cái cách cả. Thì My đang nhìn thấy là người này sẽ giúp cho bạn, trao cho bạn một cái quyền, trao cho bạn một cái con đường, chỉ cho bạn một cái cách để bạn có thể, đây quay lại nè, bạn hình dung không, sự việc nó quá hỗn ngổn ngang đi và bạn ngã quỵ xuống, thì cái người này họ xuất hiện, họ mới mang cho bạn một cái, hai cái ly nước khác. Hai cái ly nước khác này, vì lá bài Nine of Cup này và lá bài The Star, hai lá bài này nó có cái năng lượng, tự nhiên mình nghe cái mình bắt được một cái năng lượng nó rất là rõ. Chỗ bên này nè, cái ước mơ nó xa vời quá. Chỗ bên này mình đã chạm tay được đến với ước mơ rồi, hay là cái mong, điều mình mong muốn sao mà nó xa vời quá. Điều mình mong muốn mình đạt được rồi, mình làm được rồi, mình chạm tay đến rồi. Vậy thì rõ ràng ở đây tụ bài số 2, bạn đang có một cái mong muốn là, thứ nhất là khỏe lại bản thân của mình, rồi thứ hai bạn có thể kết nối lại được mọi người hay không, trấn an mọi người hay không, và làm cho mọi người tích cực lạc quan lại được hay là không. Vì bạn đang rất cố làm việc đó cho nên được. Để cho mình nhìn cái viên đá này một chút xíu. Màu xanh nè, Blue Topaz nè, Sagittarius là nhân mã, ok, Solar, Vitality và Amplify. Mình kiểm tra viên đá này thuộc luôn xa nào nhé. Đây nè, nó đây, Throat Chakra, luân xa cổ họng, từ dưới đếm, từ trên đếm xuống đỉnh đầu á. Luân xa cổ họng là, ok, luân xa cổ họng là cái chỗ mà mình giao tiếp, chỗ mà mình nói năng, chỗ mà mình trình bày với mọi người xung quanh. Solar Vitality, Inspired by the Sun, được truyền cảm hứng và truyền nguồn năng lượng bởi mặt trời đó. Cái viên đá này thì nó làm cho mình có một cái nội lực nè, sự cảm thông nè, và cái nguồn sống. With an impact as huge as the limitless sky. Màu xanh này là màu xanh của trời cao, cho nên lá bài này nó sẽ cho mình nhìn thấy là giống như không có cái gì nó có cái giới hạn cả.
À ok, rồi. Vậy thì cái viên đá này đang thể hiện khá rõ là cái người đó họ sẽ giúp cho bạn phá vỡ những cái nguyên tắc cũ của bạn, phá vỡ những cái sự hiểu, phá vỡ những cái nhìn nhận, cái góc nhìn cũ của bạn, mở ra cho bạn một cái góc nhìn mới, nên mang đến cho bạn một cái cách, một cái phương pháp để mà bạn có thể kết nối mọi người lại, tụ hội mọi người lại, trấn an mọi người lại, chấn chỉnh cái cảm xúc của mọi người lại. Magnify psychic abilities and inner peace, ok, bình an, tâm lại nè, rồi. Stimulate creativity and a thirst for knowledge. Vậy thì rõ ràng các bạn tụ bài số 2 là cái người có cái khả năng, có cái năng lực, nhưng mà chuyện nó rối quá, thành ra là bạn không có tìm ra được cách. Mà cái người này thì rất là sáng tạo, họ kích hoạt cho bạn để bạn cũng có thể sáng tạo, nhìn trái ngó phải để bạn thấy được cái cách của mình cần phải làm. Và ở đây là Sagittarius, là nhân mã, nó có thể cái người này họ sẽ mang cái năng lượng là cung nhân mã. Và My đang nhìn thấy như vậy nè, người này để nói là họ 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 là cái gì và vai trò gì của tụ bài số 2 đó. Mình cảm giác được đây rõ ràng là cái người mà họ thân cận, họ gần bên các bạn, có thể sẽ là cái người mà nếu bạn là sếp thì cái người là sếp ngang hàng với bạn. Rồi, nếu mà trong cái môi trường tập thể thì cái người này họ có thể sẽ hơn tuổi các bạn một chút xíu, nhưng mà nó vững vàng, nó tự tin, và người này rất là tháo vát, giỏi trong cái khả năng điều phối và trấn áp cái tình hình và chấn chỉnh con người. Người này họ giỏi lắm, họ có cái nhìn rất chi là thực tế, họ có đủ được cái sự điềm tĩnh, bình tĩnh, mà lại cộng đến thêm cái khả năng là cái chuyện gì họ cũng có thể nghĩ ra được cách, cho nên họ giúp các bạn lấy lại được cái thế chủ động đó, cho nên họ giúp bạn trấn an, quan trọng cho nên giúp bạn trấn an. Emotion and that in a clear, profound way. Giúp bạn cư xử lại cho nó đúng, giúp bạn tận dụng những cái kiến thức mà mình đã biết, đã có, linh hoạt và đón nhận thêm nhiều những cái cách mới từ người này. Tóm lại là vậy. Và Nine of Cup, Nine of Cup, Midas và Miser. Midas này nó giống như theo kiểu là nó có một cái cụm từ của Tây phương là Midas touch, chạm tay hóa vàng, còn Miser là nó hơi khổ sở một chút. Vậy thì rõ ràng đây mình thấy là cái người này nè, họ cho bạn một cái hình mẫu, cho bạn một cái cách để cho bạn thấy rằng là cái hoàn cảnh của bạn nó khó khăn đúng không? Mọi người xung quanh nó rời rạc, vậy bây giờ chỉ có một cái là kết nối mọi người lại. Thì rời rạc có nghĩa là miser là cái khổ sở nè, vậy kết nối mọi người lại bằng cái Midas là nó có một cái chạm tay hóa vàng, có nghĩa là một cái gì đó nó rộng lượng, một cái nó rộng rãi hơn, còn một bên là bủn xỉn với lại khổ sở nè. Đó, người này cho bạn thấy rằng là cái khả năng mình có thể làm việc này, mình làm việc kia, có thể mình sẽ sử dụng một chút xíu vàng để mình có thể đổi lại được vàng đó. Tại vì ra nó có cái chữ gold làm cho mình nhìn cái chữ đó. Đây nè, delight in sharing life riches. Nói chung là hân hoan để mà chia sẻ cái sự thịnh vượng trong cuộc sống. Cho nên lá bài này bạn tụ hai bạn nhìn thấy mới nhìn thấy đây là cái người trắng trắng là tụ hai, còn có thể cái người mặc đồ đen là cái người đó. Rồi xung quanh thấy có, bạn thấy là mọi người đang nâng ly với nhau không? Đó. Vậy thì bây giờ để mọi người hỗn loạn giống như vậy nè, là chỉ có duy nhất là có thể là đây giống như là mình mời mọi người đi ăn, hay mình tổ chức một cái buổi họp mặt như vậy, có thể thậm chí là tặng quà cho người ta để mà nó kích hoạt lại được, để mà nó gắn kết mọi người lại với nhau, để nó gieo lại được cái giống như một cái niềm tin, một cái tia hy vọng trong lòng mọi người như vậy. Giống như là nó có một cái câu ở trong cái người Đông Phương của mình là nó hơi hơi hao hao, giống cái câu mà tự nhiên quên nghe, nó nhớ cái câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đó. Nó hao hao giống vậy, nó phải có những cái câu tương tự như vậy. Ai mà nhớ thì thả vào trong ô bình luận giúp mi với. Hay là đúng rồi, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nè. Như bạn nhìn thấy nè, rõ ràng là bạn đang có rất là nhiều những cái không không như ý, rồi nó ảnh hưởng, nó làm cho bạn bị mất mát cái cảm xúc. Thì người này đổ ly, thì người này cầm ly mang tới. Đó, nó giống vậy. Cho nên người này có thể giúp các bạn tụ hai, bạn bạn nhìn mọi việc nó thực tế hơn chút xíu, rộng lượng, rộng tay hơn chút xíu để gắn kết mọi người lại với nhau. Đó, nó là vậy, nó là vậy, tụ bài số 2. Ok, mình cũng không biết là phải trải thêm hay nói thêm cái gì với bạn, mà còn muốn biết thêm cái gì đó.
Rồi, chắc xin phép là ngừng ở đây và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trải bài, những chủ đề kế tiếp. Hoặc là bạn muốn đào sâu hơn tình trạng của mình, mời bạn xem những chủ đề đang hiện có trong kênh của mình nhé. Chúc mọi sự thuận lợi và năng lượng hài hòa sẽ nhanh chóng đến với các bạn cho thành công. Tụi bài số 2 xin phép ngừng. Hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp mình, bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận ủng hộ bên dưới. Cảm ơn tụi 2. Xin chào tất cả các bạn, tụi 3 đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ ba chúng ta kết nối năng lượng với nhau và xem là ai xuất hiện để giúp đỡ các bạn. Người đặc biệt nào đây giúp đỡ các bạn trong tháng 9 trước khi đi vào trọng tâm trải bài. Hãy cùng nhau làm sạch năng lượng trải bài bạn nhé. Ở lá bài đại diện chọn tụ của bạn, surrender now, kiểu giống như là mình thả lỏng ra, mình buông ra. Kế bên là một cái lá bài destroyer, bạn thấy cái núi lửa nó muốn nổ ra. Tại vì nếu mình không có thả lỏng thì nó có một cái gì đó nó bùng nổ ra. Hai cái lá bài này mình nhìn thấy ngay cái người đặc biệt này á, họ giúp cho các bạn tránh những cái thiệt hại không cần thiết nè. Đó, tại vì núi lửa nó nổ là bạn biết rồi. Tránh những cái sự bùng nổ, tránh những cái sự hủy hoại đi, tránh những cái sự sai và có thể là độc hại nè, không cần thiết xảy đến với các bạn. Nhưng mà khi mình nhìn một vòng các lá bài này của các bạn, đặc biệt lá bài này The Star là ngôi sao, mình để thẳng lại cho bạn nhìn nè. Ngôi sao hướng về vũ trụ này, hướng về vũ trụ. Rồi ở đây nó có một cái lá bài cũng là The Star tiếp, nhưng mà bạn thấy cái chỗ này mờ nè, nó là một cái bóng dẫn đường. Hai lá bài này nó cho mình nhìn thấy không chỉ riêng là một cái người đặc biệt nào đâu, mà có hai người đặc biệt. Hai người, một người là người thiệt đó, người giống mình nè. Còn cái vị còn lại thì đây nè, lá bài này cho mình nhìn thấy là cái sự soi đường của vị thầy tâm linh bên sâu thẳm trong con người của các bạn. Tụ bài số 3 dẫn đường cho bạn đó, giúp cho bạn trong cái tháng 9 này. Cho mình nhìn cái viên đá màu hồng này một chút xíu bạn nhé. Rondocrosite. Cái viên đá này là Leo là sư tử nè, Scorpio là bọ cạp. Ok, relationships là mối quan hệ, healing là chữa lành, karmic lessons, bài học karmic. Wow, karmic có cảm giác nó kết nối với cái này. Compassion, vì nó là màu hồng nhá, cho nên mình nghĩ là nó kết nối với luân xa của trái tim. Xin phép là xác nhận chút xíu bạn nhé, luân xa trái tim phải không? Chính xác bạn nhé. Heart chakra là luân xa của trái tim. Rồi, vậy thì như này nè, hai cái đối tượng, mình nói cái đối tượng người thiệt mình trước ha bạn ha. Trong cái trải bài này, cái hoàn cảnh tình huống của các bạn, tụ bài số 3 sao đây mà cần phải có cái sự giúp đỡ. Ở đây là nó có nhiều cái người, không phải một mình các bạn tụ ba, mà bạn đang rơi vào trong một cái tình huống là có nhiều cái sự tham gia của những cái người khác. Có thể bạn thấy là người ta có cái phần chỉ trỏ bạn quá, người ta có cái phần đòi hỏi ở bạn quá, hoặc là người ta không có kiểm soát được cái cảm xúc, cho nên nó cũng tác động, nó làm cho bạn cũng không kiểm soát được cái cảm xúc, cho nên cả đôi bên nó bị nhạy cảm quá, hay cả ba bên, năm bên tập thể nhạy cảm quá, cho nên nó có thể sẽ sinh ra, vì cái lá màu đỏ và cái núi lửa nè, nó có thể sẽ sinh ra là cái sự xung đột chăng, mâu thuẫn hoặc là cãi vã, hoặc là thị quyền quá chăng lên trên các bạn tụ ba đó. Vậy thì mình nghe một cái là mình đã cảm thấy nó khó chịu rồi, vì có cái mâu thuẫn, vì nó có cái xung đột. Nhưng mình nhìn trên cái trải bài này đấy, cái đối tượng gây mâu thuẫn, đối tượng gây xung đột đó không chỉ là một người, thì rõ ràng ở đây là Leo và Scorpio đó. Nhờ có cái lộn xộn như vậy thì bạn mới có thể kết nối lại được với vị thầy tâm linh sâu bên trong người của tụ bài số 3. Cho nên một cách vô thức là mấy cái người xung quanh mà họ như vậy đó, là họ giúp cho bạn có đủ được cái độ thả lỏng, cân bằng lại. Vì khi mà mọi người rơi sâu vào trong cái sự căng thẳng, thì cái lá bài The Star này nó thể hiện rõ là như vậy đó. Mọi người chỉ có chăm chăm vô cái chuyện của mình muốn thôi. Giống như nó hơi có cái tiện trong đầu của mình, nó xuất hiện một cái chữ workaholic là nghiện công việc. Thì mỗi một người như vậy á, là bị nghiện cái chánh kiến của mình, bị nghiện cái đường đi, cái cách của mình, cái cảm xúc của mình bị lúng vô mà nó sinh ra cái mâu thuẫn chứ không gì hết.
mỗi người theo cái ý của người 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 theo cái ý của mình thôi. Cái lá bài Three of Swords này bạn thấy cái người phụ nữ trong cái lá bài này hơi đáng sợ một chút xíu ha. Xin phép chia sẻ cái câu chuyện này. Câu chuyện này ở không nhớ ở đâu, nhìn trang phục có vẻ giống Nhật mà mi xin lỗi là quên cái quốc gia, nhưng câu chuyện thì mi nhớ. Có nghĩa là cái người vợ này nè yêu cầu cái người chồng là cái bóng đen này, bạn thấy, đừng có đi vào phòng, ở ngoài đi, tôn trọng cái sự riêng tư vì người vợ có việc phải làm. Nhưng mà ai dè đâu cái việc phải làm á là cái người vợ này đang tự, như bạn nhìn thấy nè, làm đau chính mình, tổn hại lên chính mình để giữ những cái sự thật, để giữ những cái việc của ông chồng. Và mà trong khi đó ông chồng là kêu đã không có được vào đâu, giữ yên cái sự riêng tư cho người ta, nhưng ông chồng vẫn rình. Các bạn hình dung là nó đang có một cái sự không có cái niềm tin, không có một cái sự tin tưởng ở đây cả đôi vợ chồng này. Mặc dù là vợ chồng mà không có cái sự tin tưởng lẫn nhau, người vợ chỉ e rằng là không giữ được cái bí mật của ông chồng, cho nên thôi thì làm đau mình tiêu đi cho nó khỏe, cho nên lỡ đâu mà vạ miệng đó, giống vậy. Rồi ông chồng không tin tưởng đâu, vợ lại là không có chung thủy hay yêu thương gì mình, lại còn đi rình mò nữa vì không tin mà nó lỡ chuyện ra hết đó. Không tin mình, không tin người khác mà nó lỡ chuyện ra, áp cái năng lượng này vào trong cái hoàn cảnh của các bạn. Tụ bài số 3 đó. Thành ra thực sự ra cái sự giúp đỡ của mấy cái người mà nó có nhiều cái lộn xộn và không có đồng thuận với nhau, nó khó chịu thật, nghe cái câu chuyện là nó khó chịu thật. Nhưng mà bạn phải thả lỏng ra, thả lỏng đầu óc một chút xíu về cái trái tim này. Lá bài này nó kết nối với luân xa trái tim, nó thể hiện rất là nhiều về cái sự cảm thông. Cái sự cảm thông, cho mình nhìn một chút xíu nhé. Run through the vein of cái sự cảm, viên đá này kích hoạt cái lòng cảm thông, remind you of your worth and capacity for self love. Rồi trân quý cái bản thân của mình nè, trân quý cái giá trị của mình nè, chữa lành cho những cái kết nối và mối quan hệ, kích hoạt khai mở cái luân xa ở trái tim để cho mình có những cái sự giao tiếp nó ok hơn, nó tốt hơn. It can attract soulmate into your life, building connection that often feel karmic or fate. Nó sẽ thu hút với những cái người mà cùng chí hướng. Mi dịch với cái năng lượng của cuộc sống và công việc nha, chứ mi không có dịch theo cái kiểu mà yêu đương ở đây bạn ạ. Every lesson is for your higher good. Rồi tất cả những mỗi một cái điều mà các bạn rút ra được từ cái tình huống mà nó căng thẳng như vậy nè, là chẳng qua để cho bạn có thể chạm đến được cái giá trị cao nhất bên sâu thẳm, là cái vị thầy tâm linh của tụ ba lúc nãy mi nói đó. And with that perspective, ở cái tầm, cái góc nhìn như vậy, know that whatever is happening for you, not to you. Cái việc này đó vẫn là như vậy. Ô, mi chưa đọc cái này nhưng mà thông điệp rõ ràng ở đây rất rõ rồi. Những cái người mà nó tạo ra cái hoàn cảnh mà nó căng căng giống như vậy là để bạn chạm đến vị thầy tâm linh bên trong của mình, cho nên nhờ họ bạn mới chạm được đến vị thầy tâm linh, chứ không phải tại họ mà chuyện lộn xộn. Cái viên đá này encourage you to express your feeling and reinforce that it is safe to share who you truly are. Rồi vậy thì cái viên đá này nó kích hoạt đấy, nó giúp cho bạn có thể bày tỏ cái cảm xúc thật và cái quan điểm thật để cho mọi người xung quanh hiểu đúng được cái ý định của bạn, hiểu đúng được cái hướng đi, cái phương pháp, cái cách làm của bạn, chứ không phải là người ta có thể thao túng, hay là người ta có thể chỉ trỏ, hay người ta cứ chống đối, cản trở. Đó, ví dụ như cái câu chuyện này, ví dụ như là cái người vợ có thể nói thẳng với ông chồng là em đã biết những cái bí mật như vậy, như vậy, như vậy nè. Thì người chồng có thể cùng tìm cái cách, chứ thay vì nói là thôi đừng có vô nha, để cho tôi yên ở trong phòng, đâm ra ông chồng ông xin nghi, ông rình vô. Mà đáng ra là vợ đã có thể nói thẳng với chồng là tôi biết cái này, tôi biết cái kia. Đó, nó nhẹ nhàng hơn. Đó, nhưng mà cái mi kể cái câu chuyện như vậy áp vào trong cái năng lượng của các bạn, vì cái lá bài này nó nối liền với lá bài mà bạn đã có một cái bóng nó dẫn đường, là cái higher self của các bạn đó. Như trong này là highest good nè, là vị thầy tâm linh nó dẫn đường cho bạn. Bởi vậy mà bạn mới nhìn thấy được, nhờ những cái chĩa mũi dùi xung quanh, và bạn mới thả lỏng ra, và bạn mới thấy rõ ràng là thì ra đây là cái con đường chuẩn chỉnh nhất, phương pháp chuẩn chỉnh nhất, cái phù hợp tốt nhất với mình. Và bắt đầu bạn speak up, là bạn nói ra, bạn bộc lộ ra, bạn bày tỏ ra. Nhưng mà rõ ràng là cái lá bài cuối cùng mình lấy trong trải bài của các bạn tụ 3 là một cái lá bài, bạn thấy cái người này họ đang ngồi làm việc á, cái tư thế tại vì không chồm tới đằng trước, thả ra đằng, ngửa ra đằng sau, cho nên làm việc rất là thông thả, cái phong thái làm việc rất là bình tĩnh, rất là nhẹ nhàng, thư thái để mà làm việc, nhưng mà không hề lười biếng. Thì cái tay này rõ ràng đang gõ, đang làm việc mà, nhưng mà nhẹ nhàng, nó không có cần phải quá căng thẳng giống như vậy. Và bạn đã bày tỏ cho mọi người xung quanh để trả lại cho bạn cái sự yên bình
để bạn có thể tập trung vô bạn làm cái việc của bạn, bạn làm việc theo cái chiến lược, kế hoạch, phương pháp, con đường, cách thức, ý tưởng, tất cả của bạn. Đừng có lộn xộn kiểu giống như vậy đó. Thành ra nó tạo ra một cái môi trường, nó tạo ra một cái năng lượng mới cho các bạn, cho tụ bài số 3, cho các bạn tụ bài số 3 để bạn làm việc. Nó vậy. Thành ra cái người mà giúp đỡ cho các bạn là tập thể những người xung quanh. Ngó vậy mà nó giúp nhiều lắm, để cho bạn mới thấy được có cái sự bình tâm nó giá trị như thế nào, có được cái hướng đi của mình là ra sao, và bạn chạm được đến cái trực giác bên trong, chạm được đến cái ánh sáng, cái sự dẫn lối bên trong con người của các bạn. Tụ bài số 3 tuyệt vời. Rồi. Và quan trọng, người thầy tâm linh là dẫn đường cho bạn đi đó, để bạn biết cái hướng để mà bạn làm việc nha. Rồi, tụi ba mày không biết phải chia sẻ gì thêm với bạn nữa nhỉ? Chắc mày xin phép ngừng bạn nhé. Chúc tụi ba công việc sẽ được suôn sẻ, các mối quan hệ sẽ hài hòa, thấu hiểu lẫn nhau, chia sẻ nâng đỡ lẫn nhau, và bạn có thể thấy rất nhanh, thấy rất rõ cái chí hướng con đường để bạn đạt được mục tiêu và ý định công việc của bạn nhé. Chúc thành công thuận lợi tụi ba. Hãy luôn ủng hộ Mi với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp Mi, bấm like, yêu thích video này và cho Mi thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn tụi ba.